Chào cả nhà, mình là Khánh Toàn đây. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cách để cài đặt cái mật khẩu cho cái khóa cửa của hãng Epic. Thì với cái khóa này ở phía sau của nó mở cái hộp pin ra, ở dưới đây nó có cái nút. Mình sẽ bấm vô cái nút đó. Thì lúc mình bấm vô cái nút á là cái bảng này Nó hiện lên, nó yêu cầu mình nhập cái mật khẩu hiện tại. Thì mật khẩu hiện tại của cái khóa mặc định là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bấm sao để xác nhận. Nó lên 1, 2, 3. Thì cái số 1 là để đổi mật khẩu. Cái số 2 là để nạp cái thẻ từ, còn số 3 thì mình không biết. Số 1 là đổi mật khẩu nè. Đang bây giờ nó yêu cầu mình nhập cái số mới. Ví dụ bây giờ mình nhập số mới là 1, 1, 1, 1, 1, 1. Rồi nó sao. Đó, là bây giờ cửa nó đã đổi thành cái số đó của mình rồi. Mình lắp lại thử ha. Nó hiện cái này ra gì là ý là Lắp đang vô cái cửa thì mình không đóng thôi. Rồi. nè, một 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 đó là cái mật khẩu của mình đã đổi qua một. Một rồi. Nếu các bạn thấy video nghe Nếu hay hữu ích giúp mình like, share, subscribe kênh ủng hộ. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Bye bye.